bus. Cẩn thận khi đi trong nhà tắm nhé. Vâng ạ. Đây là khủng long đuôi chì. Trứng màu đỏ. Bên trong trứng xinh có gì thế? Tớ muốn xem bây giờ. Yahoo! Sẽ chưa cháy mất.
chơi lần lượt. Mình cùng lắc, thêm con thơm ngon lên nào.
của con đây, nhưng đừng ăn quá nhiều nhé. Vâng ạ. Ủa? Gray, chị có muốn ăn kẹo không? Em cần phải đi gặp nha sĩ ngay để làm sạch răng. Làm sạch răng ư? Bôi thêm một lớp bảo vệ răng nữa. Mình là nha sĩ Dulu Dulu. Mở miệng thật to lên bạn cần bôi chút Florin. Thật tuyệt bạn được bảo vệ răng. Răng của mình khỏe mạnh sáng bóng. Răng của mình sạch và trắng thơm. Chi. Cháu cần đánh răng sau khi ăn kẹo và cũng phải đi khám răng định kỳ đấy. Vâng ạ. Thank you.
không sao đâu. Chỉ lấy một ít thôi nhá. Vâng ạ. Một phù thế kia đun nước phép thuật cho chú sóng tận hồi với bình quân. Thật là tuyệt vời, ngoay ngoay nó lên. Thật là tuyệt vời đây, um ba la bu. Tung trời bay Halloween phép thuật. Đợi một chút, chúng ta sẽ ăn khi mẹ quay lại nhé. Hai,
sẽ ngon hơn nếu ăn với những thứ này. Cùng làm chiếc bánh, một chiếc bánh vòng. Cùng làm chiếc bánh, một chiếc bánh ngon lành. Yummy yum yum yum, yummy yum yum yum. Thật là tuyệt bánh vòng màu sắc. Cảm ơn vì đã đợi mẹ. Các con giỏi lắm.